phương pháp hít thở bằng bụng. Nằm ngửa người trên sàn, duỗi thoải mái cho hai chân hơi mở ra hai bên. Hai tay đặt lên phần bụng. Ý nghĩ lúc này, hãy tập trung vào vị trí phần bụng. Hít vào, hãy cảm nhận không khí đã từ từ tràn vào khắp khoang bụng, để cho phần bụng có thể dần dần phình lên. Khi thở ra, hãy tập trung tưởng tượng rằng không khí đang từ từ thoát ra khỏi khoang bụng, để cho phần bụng dần dần trở lại như ban đầu. Khi hít vào, hãy để vùng bụng có thể nhẹ nhẹ phồng lên. Lúc thở ra, hãy để vùng bụng dần dần xẹp xuống. Mời các bạn lặp lại. Khi hít vào, hãy để cho phần bụng của bạn từ từ phồng lên, căng lên. Lúc thở ra, hãy để cho bụng thu về, xẹp xuống. Các bạn hãy điều khiển hơi thở sâu hết mức và nhịp nhàng. Cách hít thở bằng bụng này có thể giúp cho khí thải trong cơ thể dễ dàng được bài trừ ra ngoài, thúc đẩy tuần hoàn máu, làm thư giãn cơ bắp và giải trừ mệt mỏi.